Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Xuân Hương, NLP Trainer Master Coach thuộc Hiệp hội AB NLP Hoa Kỳ. Trong video clip này tôi sẽ lý giải với các bạn NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy thì sẽ giải quyết được vấn đề gì cho con người trong việc giúp con người thay đổi bản thân mình và trở nên vượt trội và xuất chúng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Thì để lý giải điều này, tôi mời các bạn xem về cái chuỗi quá trình tạo nên kết quả của một con người. Thì đây là kết quả cuối cùng của một con người tạo ra trong cuộc sống của mình. Kết quả này là bao gồm gì? Công việc, bao gồm là sự nghiệp và cái cuộc sống gia đình cũng như là cái đời sống tinh thần của một người, gọi là kết quả. Vậy thì kết quả này bắt đầu quá trình gốc rễ từ đâu? Nó bắt đầu từ quá trình là ngoại cảnh là các điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội, điều kiện sinh sống, các mối quan hệ và các nhu cầu xã hội trong cuộc sống này. Từ ngoại cảnh đó mới tác động vào một người và tạo ra gì? Tạo ra suy nghĩ. Rồi từ suy nghĩ này mới biến thành cảm xúc. Thì từ suy nghĩ này thì sẽ tạo ra hai cái trạng thái cảm xúc khác nhau. Ví dụ này, nếu ngoại cảnh này tác động và tạo ra một hoàn cảnh thuận lợi, tức là như là một kết quả như mong muốn của một người, thì cái trạng thái cảm xúc là rất là vui vẻ, phấn khởi, hài lòng, phấn chấn. Nhưng nếu ngoại cảnh này tác động vào và không thuận lợi với mong muốn của một người, thì cái suy nghĩ này sẽ trở nên rất là tiêu cực. Và cái cảm xúc này nó sẽ trở thành buồn, lo lắng, rồi cáu giận, rồi thất vọng. Rồi từ cái suy nghĩ, cảm xúc này sẽ biến ra hành động của một người. Suy nghĩ sẽ biến ra hành động, cảm xúc cũng sẽ biến ra hành động. Vậy thì cái suy nghĩ này là vui thì cái hành động này là hoạt bát, là năng nổ, là đầy năng lượng. Nhưng nếu cái suy nghĩ này là tiêu cực, là thất vọng, thì sẽ biến ra cái hành động này là uể oải, chán nản, mất năng lượng. Và hai cái thứ hành động, hai cái loại hành động này thì sẽ tạo ra hai loại kết quả khác nhau. Vậy thì nếu như kết quả của một người đến đây mà chưa như mong muốn, thì muốn thay đổi kết quả thì thay đổi gì đây? Họ sẽ phải thay đổi hành động thì kết quả mới thay đổi được. Nhưng mà thay đổi hành động thì phải thay đổi cái gì? Bởi vì cái gì quyết định cái gì? Bên trong sẽ quyết định bên ngoài, vô hình sẽ quyết định hữu hình. Vậy bên trong là gì? Đây này, bên trong mỗi con người chúng ta là suy nghĩ, là cảm xúc. Có phải là trước khi chúng ta làm một việc gì đó, trước khi chúng ta nói ra một ngôn ngữ nào đó, chúng ta thể hiện một thái độ nào đó, thì chúng ta phải bắt nguồn từ cái suy nghĩ bên trong, rồi chúng ta bắt đầu mới thể hiện ngôn ngữ, thể hiện thái độ, thể hiện năng lực hành vi. Vậy thì để thay đổi cái hành động bên ngoài này, chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ bên trong. Vậy thì khoa học NLP lập trình ngôn ngữ tư duy chính là lập trình lại cái suy nghĩ và những cái cảm xúc bên trong, để luôn luôn tạo ra cái suy nghĩ tích cực, cái suy nghĩ để tạo ra năng lượng, tạo ra sức mạnh cho một con người vậy. Và khoa học NLP được tổng hợp từ mẫu hình của 5.000 mẫu hình là những cá nhân xuất chúng, xuất sắc nhất trên thế giới, đại diện trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Và những cái khuôn mẫu ứng xử này của 5.000 người xuất sắc này được NLP công thức hóa lại, mô hình hóa lại. Và bây giờ chúng ta chỉ việc là gì? Ứng dụng những công thức hóa này, những mô hình hóa xuất chúng này để tạo ra cái kết quả như chúng ta mong muốn. Vậy ở mức độ sâu hơn nữa thì cụ thể NLP là gì? NLP là ba từ viết tắt của Neural Linguistic Programming. Chữ Neural đầu tiên này là gì? Là bộ não, là tư duy của chúng ta. Bên trong đó chứa đựng những suy nghĩ, những trải nghiệm, những hiểu biết. Những trải nghiệm, những tri thức, những hiểu biết đấy lấy từ đâu để đưa vào bộ não này? Phải thông qua năm giác quan của chúng ta, bao gồm gì? Chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe thấy, chúng ta cảm thấy, chúng ta ngửi, chúng ta nếm thấy, để sinh ra chúng ta những cái trải nghiệm tri thức này. Và toàn bộ những tri thức, những hiểu biết, năng lực này thông qua điều gì để con người có thể tương tác được với nhau? Thì thông qua ngôn ngữ. Thông qua ngôn ngữ để tương tác, để giao tiếp, để truyền thông với nhau. Nhưng mà ở đây thì mỗi người lại có một kiểu giao tiếp, truyền thông và thể hiện mình khác nhau,
Đó là gọi là cái gì? Chương trình giao tiếp của mỗi người. Vậy chương trình giao tiếp của mỗi người là hiệu quả hay không hiệu quả thì sẽ tạo ra các kết quả khác nhau. Vậy NLP là khoa học. Nếu như một người biết rằng cái kết quả hiện tại của mình là không như mong muốn, chưa như mong muốn, và mong muốn một cái kết quả hiệu quả hơn, tốt hơn, thì cần phải gì? Được lập trình lại. Lập trình lại bộ não, lập trình lại tâm trí, lập trình lại tư duy cho chuẩn mực để tạo ra những hiệu quả và kết quả như mong muốn. Và quay trở lại quá trình này, ngoại cảnh là những điều mà cá nhân con người chúng ta không thể thay đổi được. Ngoại cảnh đó là thời tiết gì? Nắng, mưa. Ngoại cảnh đó là gì? Nhu cầu toàn bộ cuộc sống này. Ngoại cảnh là gì? Ví dụ như câu chuyện tắc đường, có đèn xanh đèn đỏ. Chúng ta không thể nào mà muốn gì thay đổi cái đèn xanh đèn đỏ nó nhanh lên hay nó chậm đi để có thể phục vụ nhu cầu chúng ta. Chúng ta chỉ có thể thay đổi bản thân mình để thích ứng dễ dàng hơn, hiệu quả hơn với những ngoại cảnh xung quanh. Chúng ta thay đổi mình bằng những suy nghĩ. Từ suy nghĩ sẽ tạo cho chúng ta cái cảm xúc, và cảm xúc đó thì sẽ biến ra hành động, và hành động sẽ tạo ra kết quả. Và trả lời câu hỏi của các bạn là gì? Vậy thì NLP giải quyết vấn đề gì? Thì NLP giải quyết khâu bên trong, tức là giải quyết khâu suy nghĩ và cảm xúc, để tạo cho con người suy nghĩ tích cực, suy nghĩ mà mang lại sức mạnh cho con người để đối mặt với những thách thức, với những rủi ro, biến chúng thành cơ hội để tạo ra kết quả như mong muốn. Đó, NLP giải quyết vấn đề đó. Vì thế NLP mới được mệnh danh là cuốn cẩm nang về sử dụng não bộ cho người sở hữu nó. Hay NLP còn được mệnh danh là khoa học thay đổi con người mạnh mẽ nhất hành tinh, giúp con người trở nên vượt trội và xuất chúng.